Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em lại tiếp tục về được hai cái chiếc quạt đến từ cái thương hiệu Dyson. Thì Dyson là một cái thương hiệu quạt đó đã quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Và hai cái chiếc quạt này thì cái chiếc bên tay trái này thì có cái model là Dyson HP04 các bác nhá. Và bên tay phải thì sẽ là cái chiếc Dyson HP07. Và cả cái hai cái chiếc quạt này thì đều còn rất là mới. Thì với hai cái chiếc quạt này thì mùa đông có vẻ là đi bán quạt thì có vẻ là hơi sai đúng không ạ? Nhưng mà ngoài cái khả năng quạt làm mát ra thì cả hai cái em này thì đều có cái chế độ làm sưởi luôn các bác nhá. Đấy. Và riêng cái HP, cái đầu HP đấy thì có cái chế độ lọc bụi mịn ở bên trong này các bác nhá. Vì vậy mà các bác an tâm mà sử dụng. Đấy, cái này, cái quạt này thì được các bác chơi. Vivon là cái thương hiệu dành cho cái giới người giàu chơi, thì ngoài nó là một cái quạt thì các bác cũng có thể là decor nhà thì cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và đặc biệt nhất là cái chiếc quạt Dyson HP07 này thì như các bác đã thấy thì nó còn có khả năng gọi là tái tạo mùi nữa đúng không ạ? Vì vậy mà cái quạt này thì quạt ra một cái mùi nó rất là thơm. Đấy, em rất là thích cái quạt cái chiếc bên này. Đấy. Và cả hai cái sản phẩm này thì đều còn cực kỳ là mới các bác nhá. Đấy. Đây là phía đằng sau ạ. Rất là xịn. Đấy. Và cái chiếc HP04 này thì có mức giá là 8 triệu các bác nhá. Và HP07 thì sẽ là 13 triệu. Các bác quan tâm về cái sản phẩm nào thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là qua Zalo hay là qua fanpage các bác nhá. Đấy. Và sau đây thì em test thử. Quạt thì cũng chả có gì đâu mà test thử đúng không ạ? Đó, bật thử cho bác để các bác tham khảo thêm. Đấy. Quạt rất là mạnh. Đây là cái khiển của nó các bác nhá. Đấy, nó có 10 lớp cơ. Gió thổi ào còn luôn đấy ạ. Và ngoài ra thì em này cũng có thể là làm ấm được luôn các bác nhá. Cái chế độ lọc bụi mịn thì những cái màng lọc này thì các bác bên trong thì các bác 2-3 năm các bác mới phải thay đúng không ạ? Đấy. Gió này hút ra đằng sau này. Đấy. Thổi ra đằng trước này. Và đây thì là cái để quay này. Đấy. Ngoài ra thì các bác cũng có hẹn giờ này, hay là đặt cái chế độ ban đêm thì nó sẽ thổi nhẹ hơn đi để dễ ngủ hơn đúng không ạ? Ok. Đấy các bác thấy không? Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái chế độ khác để cho các bác check này. Lọc bụi, lọc phấn hoa này. Nói chung là nhiều lắm ạ. Khí độc, khí hại nữa. Đấy, và chắc là cái video này thì em cũng xin được dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong một cái video sớm nhất để tiếp tục giới thiệu các cái sản phẩm mới về hàng ở bên phía shop các bác nhá. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.